Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phá mật khẩu của file Excel nha. Thì để phá mật khẩu của một file Excel thì trước tiên chúng ta phải có một cái file Excel đã đặt mật khẩu ha. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ một file ha. Đặt file là tên test đi. Rồi và mình sẽ đặt rồi, mình gỡ đại vào dữ liệu rồi và tiếp tục mình đặt cái mật khẩu cho file này ha. Bây giờ mình đặt mật khẩu là số 1 nha các bạn. Đó. Bây giờ mình bấm OK. Bấm tiếp tục. Đập số 1 và bấm OK ha. Rồi, đây bây giờ mình sẽ đóng cái file Excel này lại ha. Rồi, bây giờ mình mở lại cho các bạn coi ha. Rồi, thì nó hiện ra mật khẩu khi chúng ta nhập bát ha. Bây giờ mình sẽ giả sử mình quên bát đi. Thì khi các bạn bạn quên bát thì các bạn sẽ không mở được. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phá cũng như là tìm lại cái mật khẩu đã mất ha. Thì trước tiên các bạn phải mở cái phần mềm bypass file Excel lên ha, các bạn mở lên đây. Sau khi mở mở lên các bạn chọn là Record Excel Open Backup ha. Rồi các bạn chọn cho mình cái phần chính giữa ha, chọn cái phần bookmark with Mac ha. Rồi các bạn chú ý cái phần setting ha. Rồi cái trong setting này thì các bạn phải tích cho mình bốn cái này ha, một cái này, hai cái này, ba cái này, bốn cái này ha. Mình sẽ nói sơ qua bốn cái này ha. Ví dụ như cái phần pencil symbol đi, các bạn bấm vào default ha, thì các bạn chọn hết, thì tức là khi mà các bạn chọn cái này á, thì nó sẽ quét tất cả các cái ký tự đặc biệt này luôn ha. Nếu mà bát của các bạn có đặt những ký tự đặc biệt như thế này thì các bạn nên chọn ha. Rồi mình sẽ bấm OK. Bây giờ các bạn bấm ra vào cái recover ha. Trước khi bấm vào recover thì các bạn chọn cái dấu cộng ha, các bạn add cái file nó vô ha. Cái file của mình là nằm ở ngoài desktop, các bạn chọn desktop và chọn tới cái file đó cho mình nha. File test nè. Rồi, bây giờ thì các bạn chấm bấm vào cái recover ha. Rồi, bây giờ thì nó các bạn đợi cho nó chạy ha. Thì như các bạn thấy đó thì đây đây là kết quả của mình ha. Nó đã hiện ra đây là cái password ha, các bạn chỉ cần bóp copy ha. Copy cái password này. Và các bạn bắt vào cái file Excel. Các bạn. Rồi, thì các bạn thấy đơn giản không? Như vậy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cái phần tìm lại password của file Excel mà nếu như các bạn đã bị quên ha. Thì đó là xong ha. Thì để làm sao để có được cái phần mềm này, thì các bạn nào có nhu cầu thì inbox mình để mình gửi cho cái link, trong đó gồm có rắc luôn ha, các bạn tải về và cài đặt ha. Thì đây 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 là cái phần mềm của nó ha, thì mình sẽ hướng dẫn sơ sơ qua cho các bạn cài ha. Sau khi mà các bạn tải về thì các bạn giải nén ra ha, thì sẽ được một file như thế này. Thì các bạn bấm vào cái phần bypass for ra này ha, các bạn bấm cài đặt bình thường. Thì sau khi các bạn cài xong thì các bạn mở ra tới cái phần rắc này thì các bạn copy ctrl A ctrl C và các bạn ra ngoài desktop á, thì sau khi các bạn cài xong rồi nó sẽ có một file như thế này. Các bạn bấm chuột phải và các bạn chọn là open file local ha, và các bạn bấm ctrl V và các bạn chọn paste paste vào ha, paste cái file đó vào cho mình ha. Sau khi bắt vào á thì các bạn chạy chạy cái file regex này ha, các bạn bấm chuột phải và các bạn chọn chọn open các bạn bấm đúp đúp vào cho mình luôn ha, thì nó sẽ rắc thành công cho các bạn ha. Và việc tiếp theo là các bạn chỉ cần mở cái file này lên và các bạn bạn chọn file mà các bạn muốn 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 lấy lại cái mật khẩu ha. Rồi OK, như vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn làm thế nào để lấy lại mật khẩu của file Excel khi mà các bạn quên ha. OK, cảm ơn các bạn, bye bye.